mình mua về là hến tươi nha các bạn, hến chưa vớt nha các bạn. Thì giờ mình sẽ múc vô vô cái chén đây, vô một cái chén nè, hớt vô. Mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi. Đó. Nãy giờ mình vớt là được một hai mẻ rồi các bạn, vớt thì nó được ra như vậy. Thì cái nước sôi sôi mình sẽ chế hến vô các bạn. Đó. Chế vô để cho nó, chút nó sôi lên thì nó sẽ, mình sẽ quậy ha, chút cho nó nở ra, nó sôi thì nó sẽ nở lên, rồi mình sẽ vớt ra nó y như vậy. Để nó sôi lên rồi mình cứ lấy cái đũa mình quậy nè các bạn, nó sẽ nổi lên đó, thấy không? Đó. Rồi mình sẽ lấy cái vợt này, mình sẽ vớt mấy cái con này lên nè các bạn. Đó, thì mình cứ tương tự mình làm vậy cho đến khi nào nó nổi hết lên thì thôi ha. Đó. Đó, thấy không? Mình vớt cái nó lên vậy đó. Vớt đều các bạn đó, nó nổi mấy cái con hến lên ha. Còn cái vỏ thì nó chìm xuống dưới. Đó. Đó, mình vớt lên được như đây thì chút mình quậy lên tiếp ha các bạn. Giờ mình chuẩn bị cái chảo để mình xào sơ hến nha các bạn. Cho miếng dầu vô. Giờ mình cho tỏi lên mình phi ha. Cho miếng tỏi vô. Đó, cho tỏi nó vàng. Mình xào sơ cái hến này cho nó nêm nếm cho nó chút xíu, cho nó đậm đà cái hương vị. Chúng mình nấu bánh canh hến nha. Tiền kìa. Nay là chủ nhật nên nhà mình có nấu món bánh canh hến nha các bạn. Nên nhà có con cháu nhà đông vui. Cho hến vào nè. Em thì bớt nói lại. Mình xào luôn nha. Mình cho tí xíu muối, xíu bột ngọt, đường các bạn. Đó, cho cái gia vị nó thấm vô ha. Thì mình cho thêm một tí xíu muối nha các bạn, ít muối thôi đó. Để nhiều khi mình đường, nửa muỗng đường các bạn, nửa muỗng đường ha. Đó, mình xào tới xào lui trộn cho nó đều và xong. Giờ mình chuẩn bị cái nồi lên các bạn, mình cho dầu vô, cho chút xíu dầu để mình và mấy nước lèo các bạn, cho tỏi băm vô, cho nó dài hẹp. Rồi cái nước hến của mình nãy mình để mình lóng cho nó hết cặn này các bạn, rồi mình chế vô mình nấu nước lèo ngon nha. Đó. Để rồi cái cặn thì mình sẽ chừa lại nha các bạn. Thì để nước như vậy để sôi thì chút nữa mình sẽ cho rau củ vô ha. Đó, chừa cái cặn này tại vì nó cát không các bạn, chừa cái cát này lại nha. Nấu nước hến thì rất là ngọt. Nồi nước lèo của mình nãy giờ nó đã sôi, mình cũng nêm nếm cho vừa ăn các bạn. Mình bỏ cái củ cà rốt với lại củ cải trắng vô cho nó ngọt nước các bạn. Nó đẹp rồi, cái để cho nó đợi nó mềm là xong ha. Còn cái bánh canh này là bánh canh sắt nha các bạn. Đó, mình nấu ra cho nó lành lành vậy nè. Rồi chút nữa mình sẽ múc vô tô. Mình múc vô tô mình ăn ha các bạn. Giờ mình đang nấu cho sôi để cho nó mềm đó. Rồi. Thì cái này cũng sôi thì đợi củ cải, củ đỏ với lại củ cải trắng nó mềm là ok rồi, là mình dọn ra mình ăn được rồi đó. Chào các bạn, cô chú và các anh chị và các em nhỏ. Hôm nay nhà mình có nấu một món là bánh canh hến nha các bạn. Đây là bánh canh sắt nha các bạn. Đó. Như vậy.
Dạ mình đã nấu và làm một tô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nặn chanh vô cho nó có chua ha. Có cái độ chua mình ăn nó dễ hơn. Và mình có kèm thêm một chén nước mắm các bạn. Cho giá vào các bạn, ăn kèm theo giá nè. Và ở đây mình có một ly cà phê, ngồi đi nó hơi ấy các bạn, hơi về ngồi vậy đi ha. Đó, rồi mời các bạn ăn bánh canh nha. Có vừa ăn chưa? Rất tuyệt vời. Đây, đây là những cái mấy con hến này các bạn. Mấy con hến nãy mình có vớt, mình có quay. Củ cải đỏ, củ cải trắng này các bạn. Giờ ra quầy sau nhà mình ngồi các bạn ơi. Trước thì có đổi chỗ nữa các bạn. Trước thì mấy người có nhỏ cháu với lại con mình nằm trước thì ngồi có người mình thì mình phải ngồi trước nha. Chứ nó ồn lắm mình nói chuyện các bạn không nghe được. Ở nhà đứa nào cũng con này phải múc muỗng các bạn ơi. Để miếng nước mắm được ngon luôn á. Cái này thì đũa thì mình mua cái củ này, mình gấp củ nè, quá tuyệt vời luôn. Cái bánh canh sắt này á các bạn, là người ta loại người ta làm để người ta sắt chứ không phải bánh canh bột lọc nha, rất là ngon. Bánh canh hến các bạn nào mua về làm ăn, nhưng mà mua hến tươi nha. Giờ mình vớt nha, mình vớt xong rồi mình lấy cái nước của hến đó mình lọc ra mình nấu, nó rất là ngọt. Khó xảy. Một tô với bánh canh quá đã. Các bạn thấy một cái bánh canh này nó vuông nha, không phải như cộng tròn như bánh canh kia. Bánh canh kia là bột lọc, còn đây là cà phê sữa nha các bạn. Món yêu thích hàng ngày của mình, ngày nào cũng phải con ly hết nè. Ở ngoài sân nhà mình có một cái bộ ghế đá các bạn, mình dọn đây ngồi cho mát. Đó là thể ghế đá nè. Đây mình ăn mình nói chuyện cho các bạn xem, các bạn nghe. Quá à. Tuyệt vời. Không còn gì nói nữa. Trời này là mình ăn, mình nấu mình ăn buổi trưa nha các bạn. Trưa nay mình không có ăn cơm.
nên mình nấu bánh canh hến này ăn. Hôm bữa cái bác kia hỏi cái bác mà là thím của mình các bạn ơi, cho mình đi Trà Vinh hay gì mua về cho má mình hai bịch bánh canh. Má không ăn, má cho mình giờ mình mới nấu nè các bạn. Đây là một lọc bảy bánh canh sắt nha, nấu với hến rất là ngon. Các bạn thấy hến không? À, tự mình mua về mình vớt luôn đó nha. Hến nè, rất ngon ha. Nó ngọt, cái nước hến nó ngọt lắm nha các bạn. Mình nấu bánh canh này nó ngon dẻo lắm. Mình ăn có kèm heo giá. Nấu thì cũng dễ các bạn ơi, nhưng mà mình có quay lượt sượt rồi mình có quay sơ cách nấu. Nếu các bạn nào chưa biết thì coi nấu. Còn cái này cũng để nấu mà các bạn. Hến thì mình vớt ra, rồi cái nước hến mình lượt, mình để đó, mình nấu, mình bỏ củ cải đỏ, cái củ cải trắng vô. Xong rồi mình nêm nếm cho vừa ăn, tại vì cái nước hến nó đã ngọt rồi các bạn. Còn hến mình vớt sẵn thì mình xào sơ. Cho miếng dầu, miếng tỏi. Mình đảo sơ rồi mình cho tí xíu bột ngọt, đường với lại muối các bạn, cho nó có vị mặn mặn á. Có chỗ nhiều khi người ta nấu hến chung với là bánh canh luôn, nước lèo luôn. Còn chỗ còn mình thì mình nấu riêng nha. Ăn nó nóng mà đổ mồ hôi luôn bạn. Giờ ở đây trời ơi các bạn ơi, nó không có gió nè, nó nập. Trời ơi, nó muốn chuẩn mưa các bạn. Không có gió, nó nực quá trời quá đất luôn. Chứ lần nào ăn quá đã. Một tô ăn sạch luôn các bạn à. Ngon quá. Ra thì mình đỡ cái cảnh khác, các bạn có thấy nó lạ không? Thì mấy cái này mình cũng đâu có quay rồi bạn. Số 1, quá trời ngon. Ăn hết luôn, còn có chút xíu nước các bạn ơi, nước này hấp cũng rất ngon đó. Giờ mời các bạn uống miếng cà phê nè. Bạn miếng cà phê nha, cà phê sữa này, cà phê bố các bạn ơi, bạch ta mình hòa tan á, mình chế ra nhưng mà ghiền uống đỡ thèm nó cũng được thôi, chứ nó không ngon bằng cà phê mình pha phin nha các bạn. Cà phê pha phin rất là ngon. Mời các bạn miếng cà phê nữa nè, rồi mình kết thúc cái video ở đây rồi. Ngon quá. Cái bánh canh này mình nấu, mình ăn, mình làm và mình ăn cũng đã xong rồi các bạn. Nếu các bạn nào thích thì hãy đăng ký like, share, ủng hộ kênh của mình nha. Nếu các bạn nào thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký kênh Phan Hồng Thanh tổng hợp ăn uống ẩm thực nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổi lại như vậy rồi. Và cái clip của mình cũng dừng lại đây, video mình cũng dừng lại đây. Giờ máy bay tạm biệt cô chú, các anh chị và các em nhỏ. Hẹn video lần sau và chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Máy bay.